Xin chào em, chúng ta sang bài mã số ID là 008. Ở bài toán này là bài toán minh họa cho phần đồ thị điện phân nằm trong khóa học 8, 9, 10. Hy vọng rằng là những bạn mà có ý chí phấn đấu điểm cao một chút thì chúng ta phải chịu khó cày để chúng ta có thể có phản xạ tốt trong thời gian ngắn nhất. Cụ thể bài toán này thầy minh họa để các bạn nắm được phần nội dung. Thứ nhất là việc đầu tiên các em phải định hình được loại phản ứng. Ở đây thầy có một phản ứng, hai phản ứng, ba phản ứng, bốn phản ứng, nhưng nó chỉ xảy ra ba trong bốn phản ứng này thôi. Phản ứng thứ nhất là phản ứng điện phân dành cho đoạn số 1. Phản ứng thứ hai là phản ứng đoạn 2 này của thầy. Đoạn 2 này của thầy các bạn để ý của thầy khí tăng chậm, tức là độ dốc của thầy kém so với đoạn 1. Vì thế khí sinh ra phải là khí oxy rồi. Vậy thầy chứng minh được nó có phương trình 2. Các bạn nào mà chưa hiểu lắm thì các bạn xem các video trước để các bạn kết luận nó nhanh. Vậy loại phương trình dưới này. Đoạn thứ ba này là đoạn dành cho phản ứng điện phân nước. Số mol Y ở đây là bằng 0,35, ở đây nó thiếu các bạn bổ sung cho thầy 0,35 mol. Như vậy xét lần lượt từng đoạn một, thầy có thời gian điện phân là T thì kết quả là T này chỉ dành điện phân phương trình 1, vậy khí thoát ra là clo 0,1 mol. Bảo toàn E thầy suy ra đồng là 0,1. Vậy số E trao đổi của thầy sẽ là 0,2. Em nhân 2 lên bởi vì đồng cho 2 E. Tại thời gian T bằng 4 giây, 4 giây là 4T giây này của thầy thì số E trao đổi của thầy sẽ gấp 4 lần đoạn từ 0 đến T. Như vậy số E trao đổi của thầy nhân 4 lần lên bằng 0,8. Tại vị trí này thì nước điện phân có phản ứng 1, 2 và 3. Khi đó khí thu được của thầy là tổng là có 3 khí. Trong đó clo biết rồi là 0,1 tính ở trên. Oxy và hydro sinh ra ở 2 và 3 chưa biết, thầy gọi là B và A và B. Để tìm ra giá trị của M thì thầy phải tìm ra được ABC. Đó. Thế thì đầu tiên thì tìm ra ABC trước. Phương trình đầu tiên là phương trình tổng số mol khí. Phương trình thứ hai là tổng số mol E cho ở cực âm CL trừ, à xin lỗi, cực dương. CL trừ của thầy sẽ về CL không nhận 2 E nhân 2 lên. Oxy 2 trừ về oxy không nhận 4 E nhân 4 lên bằng 0,8. Tương tự ở cực âm, đồng 2 cộng nhận 2 E vậy là 2C. H cộng nhận 2 E vậy là 2B bằng 0,8. Giải hệ các em tìm ra được A, B, C tương ứng. Dung dịch sau điện phân khi hòa tan nhôm vào thì sinh ra H cộng của thầy sẽ phản ứng với nhôm để tạo ra H2. Và khi đó cái dung dịch sau khi thả nhôm vào sẽ gồm có S42 trừ không tham gia điện phân. Nó chính bằng số mol đồng bằng C là 0,3. K cộng của thầy chính bằng KCl, bảo toàn clo thì tìm ra 0,2. Nhôm 3 cộng của thầy tìm nó bằng cách là bảo toàn điện tích. Thầy tìm ra được là bằng 0,4 phần 3 mol. Đề thi hỏi nhôm 3 cộng, tức là tính yêu cầu là tính khối lượng nhôm bị hòa tan là bao nhiêu. Kết quả thầy lấy số mol nhân cho thầy với lại 27. Đáp án của thầy tính ra được bằng 3,6 gam. Đáp án thầy có là đáp án C.